nha. Đặc biệt á, là ví dụ như mà mấy bạn mà bịt không có kín cái lỗ thì khi mà mình hỏi nó sẽ không có kêu. Cái đó là một trong những cái câu hỏi khó cho những người mới bắt đầu tầm 6 nè. Thứ nhất nè, ở đây nó có nè, mình nói các bạn là chỉ nên tập trung vào 6 cái lỗ này thôi. Thì đây, cái lỗ trên đây thì mình để ngón tỏ, ngón trỏ vô. Tiếp theo là ngón giữa, ngón dành và ngón trỏ nè, và ngón giữa. Đây, đó, mình chỉ cần bịt thôi, mình chỉ cần bịt như thế này thôi. Mình chỉ cần bịt như thế này thôi. Rồi ok, ngón út của mình, ngón út cái này thì mình để vô ngay là giữa ngay chỗ nút mi và nút pha nè, ngay đây nè nha. Nó có cái cơ sở hết nha các bạn, mình cứ để theo những cái ngón hai ngón út và hai ngón cái này nữa, mình nếu mình nâng cao thêm thì mình sẽ chuyển qua 6 người lỗ, thì nó sẽ có thăng dáng nữa, nó giúp cho các bạn có thể chơi được một số cái bài mà thăng dáng nhiều ha. Còn cây bình thường thì đây là cái 6 lỗ thì mình hướng dẫn cho các bạn. Ngón cái các bạn để ngay đây nha nha các bạn, giữa ngay chỗ ngón áp út và ngón giữa. Rồi ok, ngón út thì mình để đây nha, kế ngay chỗ này khoảng 1 cm nha. Còn ngón cái thì mình để dưới đây ngay chỗ giữa ngay chỗ ngón dành và ngón giữa nha các bạn. Rồi chỉ cần như thế này thôi nè các bạn. Đây, khi mà mình buông 6 ngón này ra, 4 cái ngón là 2 ngón út và 2 ngón cái của mình phải trụ được cây sáo, nó chắc vậy nè ha các bạn. Sáo này ra 4 cái ngón là 2 ngón út và 2 ngón cái của mình phải trụ được cây sáo, nó chắc vậy nè ha các bạn. Nè các bạn thấy không, đó là 6 ngón của mình nè, có thể linh hoạt nè nha. Cái này mình có cái điểm tựa ngay đây nha các bạn, có cái điểm tựa nha. Rồi ok, cái bài tập khi mà mình đã cầm được như thế này rồi, khi mà mình mới tập tất nhiên là mình cũng không có cầm được liền đâu, thì nói chung mình cứ tập từ từ. Thì cái bài tập đầu tiên của mình là vậy, mình để từng ngón xuống thôi, ngón giữa, ngón trỏ nè, ngón trỏ mình để xuống, ngón trỏ xong rồi ngón giữa mình nhớ nha, mình bịt vô nó cái cảm giác đầu và bằng đầu ngón tay, sau tới ngón dành, rồi tới ngón trỏ, ngón dành. Mình sẽ chỉ cho các bạn cái bài tập đầu tiên. Thứ nhất là mấy bạn cứ cầm như thế này nha, và cái ngón danh mình chưa để lên miệng thổi nha, mình cứ từ từ nha. Ngón danh mình nè, 1 2 3 4 5, đó, xong tới ngón giữa 1 2 3 4 5, về tới 6 ngón luôn. Có mục đích của mình làm gì? Có nghĩa là mình làm như vậy để cho cái cảm giác của cái tay của mình và cái lỗ sáo nó có cảm giác nha các bạn. Đó các bạn thấy nè, 1 2 3 4 5, tới ngón danh 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Rồi ngón này 1 2 3 4 5, ok ha. Rồi tiếp theo thì mình 2 ngón, 1 2 3 4 5, 2 ngón, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Nhớ nha, mình cứ khoan để lên miệng thổi, tại vì mình để lên miệng thổi mà cái tay của mình nó vẫn chưa giữ được thì nó cũng khó nha. Thì đây là cái bài tập số 1 nha các bạn. Rồi nhớ thực hành theo đúng ha. Rồi chúc các bạn mình tập thật tốt với cái đam mê của mình nha các bạn nha. Có khó khăn gì